Cũng ở đây có mặt ở một cái khu chợ gọi là khu chợ Nhà Giàu. Trời ơi, và tên thiệt của em đó là khu chợ Phùng Hưng. Bây giờ mình mở đi ăn sặc cái khu chợ này, mở hàng một cái món gọi là món khổ qua cà ớt, nhưng ở đây gọi là khổ qua cà chớn. Gọi là khổ qua cà chớn, cái hay cà chớn với khách lắm luôn. Anh xui. Cái món này là của người nào? Người nào á? Người Quảng Đông. Nước nước sốt là truyền thống nước Lào, là modern năm 95 tới giờ đó. 95 là hàng mấy năm rồi? Ừ. Có khổ qua nè. Và cà tím, đậu hũ, cà chua với ớt đó. Đây là chả cá ớt, là một cà chua, chả cá, đậu hũ, khổ qua, cà tím. Cái dùng trước là ngọt nha mọi người. Mà nó có một tí xíu hậu vị của có, tại vì có khổ qua nè, nó có một tí xíu gọi là hậu vị hơi đắng nhẹ nhẹ mà đã lắm. Đó, nước sốt chân chèn, thêm miếng sa tế. Cái chả cá nó mềm, được hợp cái ớt á, cay the the the. Có rất là đậm đặc mọi người thấy không? Đó, truyền thống á. Thì tất bên ăn kèm nó cũng khác, cũng giống nhau thôi, hơi mặn nhẹ thôi nhưng mà cái vị cuối của nó là rất là ngọt. Cái nước sốt này nè, nó ngon hơn, còn mà hết hơn. Đậu hũ dùng thịt. Xin chào mọi người. Hôm nay bọn mình sẽ dẫn các bạn đi ăn một cái món bảo đảm các bạn chưa bao giờ được ăn luôn. Cái món này là có 102, chỉ có một quán bán ở Sài Gòn mà thôi. Đó là món bún bò măng nha. Món này lạ lắm nha. Mà theo bụng mở hỏi cô chủ quán á, là quán món này là xuất thân từ Lào nha, mà đem về Việt Nam mix cho hợp khẩu vị của các bạn. Thì trong tô bún bò măng này nha, là mix giữa bún bò nè, bún măng vịt nè, phở nè, rồi thêm bún riêu nữa. Trời ơi đã lắm luôn nha. Ở đây á, xương được nấu bằng gọi là sụn nha. Trời ơi ăn đi các bạn sẽ thấy. Trời ơi cái trứng lòng gà nó đã chưa. Con gà có tái nha. Có sụn nè, rồi có lách tách nè. Trời ơi còn cái nước thì như bún riêu vậy đó. Ăn một lần là mê lắm nha, thiệt luôn á. Nó lạ mà nó ngon, không có diễn tả làm sao cho bạn hiểu được cái vị ngon nó lạ cỡ nào luôn. Bún thì tươi, còn rau thì sắc nhỏ ra ăn. Trời ơi, măng là măng tươi luôn nha mấy bạn. Còn nước chấm ăn kèm với cái món này á là mắm tôm. Trời ơi làm thành một chai rau má là bắt cháy luôn. Bây giờ thì hết rồi, mọi người muốn ăn gì bụng mỡ sẽ làm cho nha. Bye bye mọi người. Vịt quay Vĩnh Phong mà các bạn còn lên Lipford thì không biết ở đâu vừa lòng với các bạn mấy cái món vịt quay này nữa. Chưa xét về độ ngon, bụng mỡ mới xét về độ đông thôi. Thì bụng mỡ mua ở đây chắc khoảng trên 50 lần. Mà chưa lần nào bụng mỡ được tới mua liền, lúc nào cũng phải xếp hàng đợi khoảng 15 phút. Còn xét về số lượng thì ở đây một ngày phải bán trung bình trên 2.000 con. Chỉ là tính riêng vịt thôi, chưa tính gà và heo quay. Còn hai món bestseller ở đây phải nói là vịt quay tiêu và vịt quay mật ong. Con vịt mấy bạn được cầm tận tay thì ta nói nó nóng hổi luôn. Thịt vịt đó thì không bị quá ngấy hoặc quá khô, nói chung là rất là vừa ăn. Bụng mỡ thích nhất là vịt sốt tiêu ở đây, cay cay thơm thơm nồng nồng. Mấy bạn nhớ mua thêm bánh mì trước cửa tiệm luôn nha, là bánh mì dài đặc ruột, ăn rất là hợp vị. Bụng mỡ nói thiệt luôn á, mẹ của bà người yêu tôi với bà ngoại của bà người yêu tôi hơi bị mê món này á, nên ai mà chơi vịt quay Vĩnh Phong mà dở tôi ăn thua đủ luôn á, tại vì sau này mà tôi có vợ là nhờ món này hết á. Đúng là ở Sài Gòn sẽ có chỗ bán vịt quay ngon hơn, nhưng mà ở đây không có dở nha tự gái á. Xin chào các bạn, lại là bụng mỡ đây, và hôm nay bụng mỡ sẽ dẫn các bạn đi ăn lỏng cua đứt mỗi một phần combo chỉ có 489.000. Cùng đi theo bụng mỡ xem cái phần combo đó có gì thôi nè. Quán chúng ta sẽ có hai chi nhánh, một cái là ở 769 Quang Trung Mò Giáp, một cái là 661 Trần Hưng Đạo quận 5 mà bụng mỡ đi ngày hôm nay nè. Đầu tiên đó chúng ta sẽ là một bé dẹt siêu xinh siêu dữ luôn. Quán chúng ta còn có rau nè, nước chấm là chén miệng miễn phí, muốn ăn như thì ăn luôn. Món khai vị sẽ là chả giò nước mũi giòn rơm béo thơm nha. Rồi tiếp theo sẽ là món tôm nướng muối ớt, tới 7-8 con tôm một phần luôn mọi người. Tôm thì to nha, chắc thịt nha. Rồi cuối cùng thì món mong chờ của chúng ta đã đến rồi, hai bé cua, một bé là của thịt, một bé là của gạch. Bé thịt tết thì chắc nịch, còn bé gạch thì béo quá trời trứng luôn, bạn thấy chưa, càng nó bự nữa. Chấm cái nước sốt đặc trưng của quán thì ta nói phê lòng người phải biết luôn á, mê mê luôn á. Thì con ăn hai con cua tôi thấy đáng đồng tiền, nhưng mà hỡi ơi ăn thêm một cái lẩu nữa là thấy thiệt luôn á, lời lắm lời luôn. Trong cái lẩu nha, chúng ta sẽ có nè một em cua nữa, và đặc biệt có rất nhiều thịt bò luôn nha mọi người. Nước dùng thì chua chua ngọt ngọt, cua thì chất, còn bò thì tươi, ăn nó mê quá luôn. Đã phủ phê nó bụng rồi, bây giờ thì hết rồi, chào tạm biệt mọi người, bye bye nha. Những món ăn siêu tiếng tăm ở khu quận 5. Đầu tiên là món hào chiên trứng nằm trên đường Phùng Hưng. Quán này thì ta nói vừa lâu đời mà vừa nổi tiếng. Được cái là view khá là thoáng mát, trứng và hào sữa được trộn đều lên và chiên rất là giòn. Nước mắm thì khá là vừa ăn, nhưng có điều là quá nhiều dầu nên ăn rất dễ bị ngán. Cộng với giá thành là 90.000 cho một dĩa như vậy thì ta nói giá cũng hơi bị chát. Kiểu ăn món hào chiên trứng này là giống như các bạn đang ăn đồ ăn không vậy đó. Nhưng với một người sức ăn nhiều như bụng mỡ nha, chưa kịp no thì đã ngán vì quá nhiều dầu. Ngon hay không còn tùy thuộc vào cảm nhận của mọi người, riêng bụng mỡ chỉ ăn một lần cho biết thôi. Tiếp theo là súp cua Phong nằm trên đường Hải Thượng Lãng Ông. Với chỉ một xe súp cua khá nhỏ nhưng lượng khách ra vào khá là đông đúc. Một chén thập cẩm ở đây bao gồm sẽ có ốc heo, một vịt bắp thảo, trứng cút, cua. Được cái súp ở đây đêm đếm khá là vừa vặn và giá thành cũng khá là bình dân, với một chén súp đầy đủ như thế thì chỉ có 25 cành. Thích hợp cho các bạn ăn sớm hoặc tối tối chở người yêu đi dạo á, đói đói ăn vô cho ấm bụng rồi về ngủ. Rồi nếu mà chưa no nữa thì bước mấy bước ăn cái bánh quay vàng bánh này đường ở đường Hải Thượng Lãng Ông, với 17 cành cho cái trứng muối và 15 cành cho cái trứng cút. Bánh cũng khá là lớn và nhiều nhân thịt. Rưới thêm một tí xíu tương ớt thì ta nói khá là ổn áp. Thế là hết một ngày ăn quá trời ăn ở quận 5. Đó, khúc này mọi người coi xong rồi nhớ follow em nha, chứ em làm clip cực lắm á. Một món ăn mà có dịp đi ngang qua quận 5 bạn nhớ đừng bỏ lỡ nha. Đó chính là món bao kẹp, ai bao kẹp không?
Nghe cái tên thôi là nó là tất cả đúng không? Đó chính là bánh bao kẹp với đồ ăn, với một chiếc bánh bao ú na ú nần được hấp kỹ càng trong xưởng hấp bằng gỗ. Topping được kẹp ở giữa chiếc bánh thì khá là đa dạng và phong phú. Nào là bao thịt nướng nè, bao bò Mỹ nè, bao bò thịt xé nè, bao gà chiên, bao cá hồi. Phủ lên trên một miếng phô mai rồi miếng xà lách, rồi lại thêm một miếng cà chua rồi cho sốt vào. Thế là có ngay một món ăn xứ danh mang tên là bao kẹp với vỏ bánh mềm mịn và nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Bụng mở order ngay một phần bao gà chiên và bao thịt xé. Ta nói tê đầu lưỡi mấy bạn ơi. Cái độ mặn mặn béo béo của miếng thịt nướng được tập ướp rất kỹ, hòa quyện chung vào đầu lưỡi với vị béo của phô mai. Bảo đảm cắn một miếng chưa kịp nuốt là các bạn muốn cắn miếng thứ hai rồi đó. Sau khi ăn no nếu mà khát nước, ghé nước sâm lèo phong làm đi chà tắt, chua chua ngọt ngọt. Thế là vui vẻ hết một buổi tối mà ở đây bán nước sâm nè, rong biển nè, nước đắng cũng ngon lắm đó nha.